Xin chào quý chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Thì trước mặt quý chị là mẫu xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 AT tiêu chuẩn. Thì hôm nay Tâm sẽ làm video để báo giá chi tiết chương trình lăn bánh cũng như là Tâm sẽ giới thiệu chi tiết nội thất, ngoại thất, các tính năng xe, xem xe được trang bị những cái tính năng gì, ngoại thất ra sao cho quý chị mình được nắm rõ, để từ đó quý chị mình có thể lựa chọn được cái phiên bản xe phù hợp với Tâm tài chính, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình, quý chị. Thì không làm mất nhiều thời gian của anh chị, thì Tâm sẽ giới thiệu chi tiết nội thất, ngoại thất, các cái tính năng xe của dòng xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 AT tiêu chuẩn này. Rồi, đối với về phần ngoại thất thì Hyundai Accent phiên bản 1.4 AT tiêu chuẩn này thì được trang bị lưới tản nhiệt nè, chrome ha. Logo Hyundai thì đều đặt lên lưới tản nhiệt giúp xe mình nó sang hơn và nó hiện đại hơn. Đèn định vị ban ngày thì được trang bị đèn định vị ban ngày dạng LED nè, có đèn pha cốt dạng bi halogen và được trang bị đèn hỗ trợ góc lái khi vào cua. Trường hợp quý anh chị mình tấp lề hoặc là vào cua thì nó sẽ mở cái đèn này, khi mà quý anh chị đánh lái bên nào nó sẽ mở cái đèn đó để cho mình vào cua nó an toàn và an tâm hơn ha. Ngoài ra thì nó còn được trang bị thêm cái đèn gầm. Đèn gầm khi mà mình đi trời mưa hoặc là đi trời có sương mù á, thì nó sẽ bám đường và nó sẽ phá sương tốt hơn, giúp chị mình di chuyển trên đường khi mà trời sương mù hay là trời mưa, nó sẽ an toàn và an tâm hơn hết anh chị. Rồi tiếp theo là về phần hông xe. Hông xe thì xe được trang bị mâm xe đây, mâm xe là mâm 15 inch mâm đúc ha, phanh trước phanh sau đều là phanh đĩa hết hết anh chị, giúp mình nó tăng cái tính thẩm mỹ của xe và tăng cái tính an toàn của xe ha. Rồi gương chiếu hậu thì được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, cặp điện và có đèn xi nhan tích hợp trên gương. Rồi tay nắm cửa thì được trang bị tay nắm cửa mạ chrome, có nút bấm mở khóa cửa thông minh ha. Trường hợp quý chị mình có chìa khóa trong người thì quý chị mình nhấn vào để mở khóa cửa và nhấn một lần nữa để khóa cửa ha. Hàng ghế thứ hai đây, hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi luôn, có cửa gió điều hòa hàng ghế sau nè, có cổng sạc phía sau luôn ha, giúp quý chị mình di chuyển trên đường mình sẽ làm lạnh nó sẽ đều hơn và dễ chịu hơn ha quý chị. Về phần đuôi xe thì được trang bị cụm đèn hậu full LED nối liền từ bên từ hông xe đối với đuôi xe ha. Có camera lùi nè, camera lùi, cảm biến lùi nhìn theo xe ha. Cấp xe thì cực kỳ rộng rãi luôn anh chị ơi, đây cực kỳ rộng rãi luôn đây. Có mâm lớp dự phòng bộ đồ nghề nhìn theo xe, đặc biệt á, cái mâm này là mâm cùng cỡ, cùng kích thước và cùng thiết kế với cái mâm zin, giúp anh chị mình khi mà mình có bị thủng thì mình thay cái lớp thì nó sẽ không làm mất cái thẩm mỹ của xe ha, nó sẽ dễ chịu hơn cho khi mình nhìn và lái xe nó cũng an toàn hơn. Tiếp theo là về phần khoang lái nè, để Tâm vào khoang lái để Tâm giới thiệu chi tiết nội thất, ngoại thất, các tính năng xe, xem xe được trang bị những tính năng gì cho quý chị mình được nắm rõ ha. Đầu tiên xe được trang bị nút đầy nổ dạng ta tớp nè, quý chị chỉ cần đạp phanh nhấn nút là xe sẽ đầy nổ rồi đó. Màn hình tắp lô dạng kỹ thuật số luôn ha, bên trái là tốc độ xe, bên phải là dòng tua máy, ở giữa là màn hình đa thông tin biểu thị các thông tin của xe cũng như là số km còn đi được, cái lượng xăng vân vân. Đèn tự động được trang bị trên bảng này, khi mà mình đi hầm Thủ Thiêm á, thì mình sẽ được khi mà mình vô hầm á, thì nó bật auto này, nó sẽ tự động mở đèn, khi mà mình ra khỏi hầm nó sẽ tự động tắt đèn cho mình luôn, nó rất là tiện lợi cho mình luôn hết quý anh chị. Còn đây là gạt mưa nè, gạt mưa được trang bị chế độ auto tự động, có mưa nó sẽ tự động gạt cho mình, không cần thao tác tay làm mất tập trung khi lái xe ha. Vô lăng bọc da, có nút tăng giảm âm lượng, đồng thời gánh tay, tìm kiếm giọng nói vân vân. Gương chỉnh điện, gập điện này chỉnh điện đây, rất là tiện luôn ha. Màn hình táp lô, màn hình giải trí nè, được trang bị dạng lớn, có bản đồ dẫn đường dành riêng cho Hyundai, có tích hợp kết nối Bluetooth, hiệu vệ tinh, kết nối Bluetooth, AnyAuto và Apple CarPlay ha. Điều chỉnh nhiệt độ nè, điều chỉnh hướng gió nè, tăng giảm gió nè, lấy gió trong gió ngoài đây. Cái tính năng này rất là quan trọng, nó sẽ sấy kính phía sau nè, và nó sẽ sấy hai cái gương hậu, giúp anh chị mình khi mà mình đi trời mưa nó sẽ không bị ố kính, di chuyển an toàn và an tâm hơn. Rồi xe được trang bị hệ thống là số B, số R, số N và số D. Để Tâm vào số R cho quý anh chị thấy rõ cái độ sắc nét nè. Đây,
có camera lùi, cảm biến lùi ha, và đặc biệt là nó sẽ có hỗ trợ gấp lái, dự đoán gấp lái nè, giúp chị mình lùi xe, đổ xe nó sẽ an toàn và an tâm hơn ha quý anh chị. Rồi đó là chi tiết nội thất ngoại thất của xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 AT tiêu chuẩn. Sau đây là giá bán, nếu mà quý anh chị mình có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây xung quanh, thì quý anh chị nếu mà lăn bánh qua tiền mặt thì quý anh chị chuẩn bị giúp Tâm 529 triệu là quý anh chị mình có thể nhận xe ha. Còn nếu mà mình mua qua hỗ trợ ngân hàng thì mình chuẩn bị giúp Tâm 113 triệu là quý anh chị mình có thể nhận xe. Mình có thể góp tùy chọn là 2 3 4 5 6 7 8 tối đa là 8 năm ha. Còn nếu mà muốn biết chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp với Tâm, số điện thoại phía bên trên màn hình. Tâm sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể chi tiết cho mình để mình có thể lựa chọn được cái xe phù hợp với tài chính, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình ha quý anh chị. Nếu mà mình thấy hay bổ ích thì có thể cho em một lượt like, một lượt đăng ký để em có động lực làm ra những video mới. Xin chào và hẹn lại quý anh chị ở những video về xe Hyundai tiếp theo.